Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với cả channel của mình các bạn nhé. Hôm nay thì anh em mình chúng ta sẽ cùng nhau là quay trở lại với con game TDTC anh em ạ. Một ngày cuối tuần chiều chiêu tí ha. Úi trời ơi, nhiều cầu đẹp thế nhở. 1122 xong lại 11 xong lại ra bệt. Xong rồi ra lại ra trong giống cầu 4321 thế nhở. Nó cứ có một cái gì đấy nó liên quan đến cái dạng cầu là cầu 4321 anh em ạ. Giống lắm. Chắc là anh em mình chúng ta sẽ gọi là thử tí anh em nhé. Chắc là xin phép anh em chúng ta là mình sẽ thử tí với cả cái dạng cầu gọi là 4321 này nhá mọi người nhá. Thử một chút đấy nhờ. Tay đầu tiên anh em mình vào cứ nhẹ nhẹ một tiếng gọi là hai củ. Tay đầu tiên anh em mình chúng ta cứ vào nhẹ nhẹ một tiếng hai củ đi cho nó hợp lý các bạn ạ. Vào nhẹ nhẹ một tiếng hai củ đi cho hợp lý này. Úi trời ơi. Có cầu 432 rồi anh em ơi. 432. Nào, liệu có 4321 không nào anh em? Đã có 432 rồi thì chúng ta hoàn toàn là có thể gọi là hy vọng đến cái trạng thái gọi là cầu 4321 anh em ạ. Đánh thêm hai củ nữa này. Hai củ 4 lít đi. Ok luôn. Hai củ 4 lít, hai củ 4 lít đi các bạn ơi. Ok các bạn nhá, anh em mình chúng ta vừa đánh mà chúng ta gọi là tính toán nhá các bạn. Anh em mình chúng ta gọi là vừa đánh mà chúng ta gọi là vừa tính toán nhá. 4321 đúng không anh em? Cuối tuần này ra vẽ ra những cái cầu đẹp đẹp tí để cho anh em mình chúng ta gọi là lúc mình em ạ. Cuối tuần gọi là vẽ ra cầu một tí để cho anh em mình gọi là lúc cho nó dễ luôn ạ. Nào, tiếp đây. Úi giời ơi, tôi đâu có sai đâu anh em. Cuối tuần cầu đẹp lắm anh em ơi. TDTC các bạn nhá. 4321. Ok chưa anh em? Tôi đã bảo rồi mà, cuối tuần cầu đẹp lắm mà anh em. Giữ trời luôn anh em. Cầu đẹp giữ trời luôn các bạn. 4321 luôn. 4 này, 3 này, 2 này, 1 này. Rồi nhá. Tới này nếu như mà tiếp tục ấy là mình sẽ đánh vào tài đấy các bạn ạ, bởi vì là sau 4321 thì mình rất hay đánh 11. Nhưng sao biết tại sao mình sẽ không đánh không? Có thể nó sẽ gãy đấy. Có thể nó sẽ gãy, đúng không? Bây giờ mình không tham. Tay này mình sẽ bỏ tạm một tí anh em ơi. Nên là mình sẽ không tham, mà tay này mình sẽ bỏ tạm một chút các bạn nhá. Đấy. Tay này sẽ tạm thời là không tham lam một tí nào cả. Được chưa? Anh em mình sẽ tạm thời gọi là gì? Bỏ nó đi một xíu. Tí nữa anh em mình ví dụ tay sau mà nó ra được đẹp thì ok anh em mình vào tiếp. Còn không thì thôi. Ngon, bởi vì nếu như mà nó gãy có thể nó sẽ gãy sang cầu 22 thì lúc ấy anh em mình lại phải đi gỡ, rất là khó đánh các bạn ạ. Nên là không tham anh em nhá. Không cần nhất thiết là phải tham anh em ơi. Cứ cho nó ra đi, đúng không? Các bạn thấy không? Mình thấy hợp lý không? Thế như thế này mình mà đánh tiếp được thì là gì? Bây giờ mình khó rồi, đúng không? Nó ra cầu 4321 thật. Nhưng mà cái đoạn sau khi mà ra cầu 4321 đấy nó có đi tiếp hay không ấy thì nó lại hên xui. Thấy chưa? Thế cái tiếng như thế này ấy, các bạn đánh cố chấp là các bạn sẽ phải đi gỡ đấy. Đấy, như mình bảo với anh em đấy, đúng không? Tay này mình mà đánh tài là tay đánh sau mình đang bí cầu, mình không biết đánh gì đấy. Đó, bây giờ mình sẽ đánh nhẹ hai củ này. Đó, bây giờ mình sẽ đánh nhẹ hai củ vào tài để đi một tiếng cầu 22 thử nhá. Chứ tay trước mà các bạn vào là anh em giờ lại đi gỡ rồi, đúng không? Lúc ấy lại thì lại là nhức cái đầu luôn anh em. Đi gỡ thì lại nhức cái đầu luôn. Không nên, đúng không anh em? Không nên. Nào. Đây nhá. Đây nhá các bạn nhá, xem nào. Đi gì đã nào. Hai chân này, ui nhiều chân như thế này thì lẽ làm sao ra được tài hả anh em? Nhiều chân như thế này lẽ sao ra được tài hả các bạn? Nhiều chân như này lẽ sao được tài? Nào, lỡ đây anh em nhở. Lỡ ông cầu 22 không nhở? Tay này chắc là mình lại hơi phân vân anh em ạ. Cầu 22 thì cũng đẹp thật, nhưng mà thôi, tay này mình lại không đánh tham nữa, mình lại bỏ, mình lại nhử một tay các bạn nhớ. Tay này mình không đánh nữa, mình lại bỏ, mình nhử một tay các bạn ơi. không tham cầu này các bạn ạ. Mình đang sợ là nó sẽ gãy sang cầu 11 anh em ạ. Các bạn sẽ thấy là những cái đoạn mà mình tưởng chừng như đẹp đúng không, nhưng mà mình lại dừng lại để tránh là mình sẽ bị tham cầu và bị cuốn vào cái dạng cầu đấy các bạn ạ. Đánh tùy từng lúc thôi, đánh tùy lúc thôi anh em ạ, được chưa? Đánh tùy lúc thôi. Sau này mình đang nghĩ là nó sẽ về 11 thôi. Mình đang nghĩ là sẽ về 11 hơn anh em ạ. Đó, ui không, vẫn cầu 22, thôi được rồi. Ok, vậy thì tay sau mình sẽ lại chơi tiếp anh em nhé. Chả đi đâu mà phải vội đúng không anh em? Anh em cũng gặp một điều không? Các bạn đánh cứ từ từ thôi, không đi đâu mà phải vội hết cả anh em ạ. Đấy, không đi đâu mà phải vội hết các bạn nhé. Cứ thoải mái mà anh em mình gọi là khống chế, cũng như là anh em mình gọi là đi những cái dạng cầu gọi là tuyệt đẹp thôi các bạn ạ. Được chưa? Cứ từ từ mà anh em mình gọi là phang chuẩn thôi. Cứ từ từ mà phang chuẩn anh em nhé. Nào, vã một cái tiếng đẹp đẹp đi nào. Vã một cái tiếng gọi là đẹp đẹp đi nào. Con này ra cầu 22 đi, cho anh em bọn chuẩn chỉ sách giáo khoa các bạn ơi. Ra cái tặng cầu 22 đi, cho anh em mình gọi là chuẩn chỉ sách giáo khoa nào các bạn ơi. Ôi, gãy thay đổi cầu rồi. Tính ra là mình bỏ nhờ, hay là đối ta. Tức là 3-2-4-3-2 chả 2-3-4 không? Thế thì lại hơi căng. 4-3-2 chả 2-3-4 thì lại hơi căng ha. Nhưng mà nếu như vậy thì nó phải đi gọi là 4 xỉu anh em. Đối ngược lại mà. Cầu đối ấy, có thể sẽ đối 4-3-2 chả là 2-3-4. Thế là phải đi là 4 xỉu lận đấy các bạn ạ, hơi khó đấy. Cầu này nếu như mà nói thì sẽ lại hơi khó anh em ạ. Nhưng mà các bạn cũng thể thử được anh em nhớ. Cầu này anh em chúng ta hoàn toàn có thể thử. Ví dụ như là các bạn đánh 4 xỉu, và nếu như có tay này các bạn đánh xỉu mà không ra ấy, thì có thể nó sẽ gọi là hết cầu rồi các bạn. Được chưa? Rồi thôi, hôm nay thì mình chia sẻ cho anh em một số những cái kinh nghiệm nhỏ để chúng ta là có thể bắt được những cái tiếng cầu đẹp ở một ngày cuối tuần này các bạn. Và link thì mình sẽ để dưới phần bình luận cho anh em các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.